Quý khán giả thân mến, sau thời gian tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhằm để khôi phục các hoạt động kinh tế, thương mại và dịch vụ, Việt Nam đã có kế hoạch và bắt đầu mở cửa đón du khách nước ngoài đến du lịch và tham quan. Để đảm bảo an toàn trong du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trong đó có quy trình đón khách du lịch quốc tế. Theo hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam chia theo 3 giai đoạn. Bắt đầu từ tháng 11, Ba giai đoạn đón khách du lịch quốc tế. Giai đoạn 1 từ tháng 11 năm 2021, thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại thành phố Phú Quốc, Kiên Giang. Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh, danh mục khu vực và các cơ sở cung ứng dịch vụ được đón khách du lịch quốc tế do các địa phương lựa chọn và công bố công khai. Giai đoạn 2, từ tháng 1 năm 2022, mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ. Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp các điểm đến tại 5 địa phương ở giai đoạn 1, có thể bổ sung thêm một số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế. Sau khi khách du lịch đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày. Giai đoạn 3 mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế. Thời điểm bắt đầu giai đoạn 3 sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu. 4 điều kiện khách quốc tế đến Việt Nam Đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là người nước ngoài, người Việt Nam cư trú tại nước ngoài đến từ các thị trường du lịch trọng điểm tiềm năng của Việt Nam đáp ứng các điều kiện về xuất nhập cảnh và các điều kiện về y tế dưới đây. Một, có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận, không áp dụng đối với trẻ em dưới 12 tuổi đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ. Thời gian tiêm mũi 2 hoặc mũi 1 đối với loại vaccine một mũi có hiệu lực đủ 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất cảnh hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị hai cấp và được Việt Nam công nhận. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá 6 tháng. 2. Có kết quả âm tính với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR, real-time LAM trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận tính từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm. 3 có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000 đô la Mỹ. 4. Người tham gia phải theo chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành. Quy trình tham gia du lịch tại Việt Nam. 1. Ngày thứ nhất, doanh nghiệp lữ hành tiếp nhận khách ra phương tiện vận chuyển và đưa khách về cơ sở lưu trú. Tại cơ sở lưu trú, khách du lịch tự xét nghiệm COVID-19 dưới sự hướng dẫn giám sát của cán bộ y tế của cơ sở lưu trú hoặc nhân viên đã được tập huấn về an toàn xét nghiệm COVID-19 hoặc được xét nghiệm COVID-19 bởi cơ quan y tế địa phương, nếu kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, khách du lịch tiếp tục tham gia chương trình du lịch. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, khách du lịch sẽ được đưa đến cơ sở chữa bệnh đáp ứng điều kiện để điều trị y tế theo quy định, chi phí điều trị được chi trả bởi bảo hiểm hoặc doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú lưu giữ kết quả xét nghiệm của khách du lịch theo quy định. 2. Ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy, khách du lịch chỉ được tham gia các hoạt động du lịch theo lịch trình đã được đăng ký trước theo kế hoạch do doanh nghiệp du lịch tổ chức, tuyệt đối không được tách đoàn hoặc rời khỏi khu vực đón khách đã được bố trí hạn chế tiếp xúc gần với các thành viên của đoàn khách du lịch khác. Nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, hoặc khứu giác, hoặc có kết quả dương tính với COVID-19 trong quá trình tự xét nghiệm, phải báo ngay cho nhân viên y tế để được xét nghiệm sàng lọc và quản lý kịp thời. 3. Từ ngày thứ Bảy trở đi với khách du lịch đăng ký chương trình du lịch trên 7 ngày, khách du lịch được xét nghiệm real-time PCR bởi nhân viên y tế hoặc cơ sở y tế địa phương vào ngày thứ Bảy của chương trình du lịch. Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, khách du lịch có thể đến các địa phương khác được phép đón khách du lịch quốc tế theo chương trình du lịch trọn gói. Nếu khách du lịch có nhu cầu thăm người thân tại các địa điểm khác ngoài các địa điểm đã được đón khách du lịch quốc tế, phải có văn bản đăng ký với đơn vị tổ chức để thông báo với chính quyền địa phương nơi đến, phối hợp theo dõi sức khỏe, quản lý theo quy định. Thưa vị khán giả, cũng theo hướng dẫn trên sau khi khách đến Việt Nam hoàn thành các bước đăng ký chương trình du lịch, xét duyệt nhân sự và cấp thị thực thì trước khi nhập cảnh, du khách bao gồm cả trẻ em dưới 12 tuổi đi cùng bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp được yêu cầu xét nghiệm real-time PCR trong vòng 72 giờ trước thời điểm xuất cảnh, tính từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm và cần lưu ý các biện pháp phòng chống dịch thích hợp trên phương tiện vận chuyển. Đồng thời, khách du lịch tiến hành test sàng lọc sức khỏe tại cảng hàng không quốc tế nhập cảnh, bao gồm đo nhiệt độ và cài đặt ứng dụng IGo Việt Nam và ứng dụng PC Covid Chuyên mục phòng chống dịch bệnh COVID-19 hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Mời quý khán giả tiếp tục cập nhật những thông tin về dịch bệnh COVID-19 trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng số YouTube Fanpage và website chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.